Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Miss My English, học tiếng Anh từ số 0 đến B1 quốc tế. Video ngày hôm nay con sẽ tiếp tục với lại phần đọc số 6 của tiết số 4, sách B1 Preliminary. Cảm ơn các bạn đã xem video và nếu các bạn mong muốn theo dõi những video tiếp theo thì chúng ta có thể nhấn nút đăng ký để có thể không bỏ lỡ bất cứ video nào của Miss My English. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài ngày hôm nay này. Đây chính là một cái email đúng không ạ? Từ bạn Harry gửi cho bạn Oliver. Chủ đề là gì ạ? Là những bài học về piano, đúng không ạ? Guess what? Đoán gì xem này, cuối cùng tớ đã bắt đầu đi học piano giống như bạn đấy. Cậu cũng biết đấy, đó là cái mà tớ đã muốn làm tớ còn nhỏ, đúng không ạ? I was young, cái này dịch là còn trẻ và còn nhỏ, đúng không? Đó. Thì ở đây các bạn thấy người ta dùng là gì ạ? I've wanted, đúng không? Tớ đã muốn ever gì đó. Đó. Thì câu này là chắc chắn 100% là về điền tứ. Từ since, đúng không? Thì hiện tại hoàn thành, đúng không ạ? Kể từ khi, đúng không? Kể từ khi còn nhỏ thì là gì ạ? Là đã muốn như thế rồi. Phần 6 này đi thi thì chính là các bạn sẽ viết hoa nhé. Cho nên là gì ạ? Các bạn có thể luyện viết hoa ở nhà luôn. Vào mỗi chỗ này mình chỉ điểm một từ thôi, đúng không ạ? Anyway, a couple of months ago I saw someone playing the piano on TV. He was brilliant. Đó, tức là gì ạ? Vài tháng trước thì tôi đã xem được một người chơi piano trên TV và anh ấy thì xuất sắc, đúng không? Và khi tớ phát hiện ra rằng là anh ấy mới chỉ bắt đầu chơi khá là gần đấy thôi, thì cái điều đó, đúng không ạ? Điều đó chính là cái điều vừa xong ạ, chính là cái điều mà tớ phát hiện ra rằng là anh ấy mới chỉ chơi gần đây thôi, thì cái điều đó đã khuyến khích to start lessons. Thì các bạn nhìn vào từ encourage, đúng không? Cái từ này là từ động viên khuyến khích, đúng không ạ? Thế là động viên khuyến khích ai để bắt đầu học? Thì đây chính là động viên khuyến khích ai ạ? Victor chứ còn ai nữa, đúng không? Đó, thì câu này các bạn điền là me, đúng không? Rồi tiếp theo, tớ đã có một giáo viên rất là giỏi và tớ đi đến nhà cô ấy 2 lần một tuần lessons để học, đúng không ạ? Để học thì bình thường thì các bạn sẽ dùng là to verb, nhưng ở đây là lessons cho nên mình sẽ dùng từ gì ạ? Mình sẽ dùng từ for, đúng không? Đấy, mình sẽ dùng từ for nha các bạn, đúng không? Đó, chúng ta hiểu là gì ạ? Là 2 lần một tuần thì tớ đến nhà cô ấy để học. Cô ấy thì cô giáo viên này này, đúng không ạ? Cô giáo thì rất là kiên nhẫn. Mỗi lần mà tớ mắc lỗi thì cô ấy giải thích là gì ạ? Tớ đã sai cái gì. Thêm vào đó thì tớ không đọc được nhạc khi tớ mới bắt đầu. Ok. Rồi thật là khó để có thể học đọc những cái nốt ở trên một cái trang giấy và quyết định là cái phím piano nào để sử dụng. At the time. Đó. Cái này thì bạn nào mà học nhạc rồi chúng ta sẽ biết là gì ạ? Là mắt mình nhìn nốt nhạc, tay mình phải chơi đúng nốt, đúng không ạ? Thế là cùng một lúc với nhau, đúng không? Cùng một lúc các bạn sẽ cụm từ là at the same time, đúng không? At the same time. Cái này là mình phải học thuộc thôi, đúng không? At the same time. Đó. Còn nếu bạn chưa biết cụm từ này thì gì ạ? Thì trong sau bài này chúng ta học được cụm từ này rồi, đúng không? Đi thi mà gặp cụm này là mình làm được luôn, đúng không? Nhưng khi mà cuối cùng tớ chơi được cái gì đó mà người khác có thể nhận ra thì gì ạ? Nó làm cho tớ rất là hạnh phúc, đúng không? Nó làm cho tớ hạnh phúc. Maybe .j I become even better .you are at playing the piano. Ok, ở đây chúng ta có cụm từ là gì ạ? Là one day, một ngày nào đó, đúng không ạ? Hoặc các bạn cũng có thể dùng một từ khác, đó là từ someday. Yeah. One day hoặc là gì ạ? Hoặc là someday, tức là gì ạ? Một ngày nào đó. Tớ thậm chí là sẽ trở nên giỏi hơn, đúng không? Better là chắc chắn là gì ạ? Là giỏi hơn rồi. Giỏi hơn thì better nó phải là than thôi, đúng không? Đó, nên là bài này rất dễ, đúng không các bạn? Better than you, đúng không ạ? Better than you are at playing the piano. Tức là gì ạ? Biết đâu một ngày nào đó tớ còn giỏi hơn bạn về cái việc chơi piano này, đúng không? Đó, có nghĩa là chúng ta hiểu là bạn kia ấy, bạn mà đang được nhận cái bạn Oliver này thì là gì ạ? Chơi piano trước, đúng không? Bạn Harry, đúng không? Bạn Harry bảo là gì ạ? Biết đâu một ngày tớ trở mặc dù chơi sau nhưng tớ còn chơi giỏi hơn bạn, đúng không ạ? Ok, rồi đó là gì ạ? 6 câu của bài số 6 ngày hôm nay. Đó, nó rất là dễ thôi, đúng không? Và các bạn cố gắng là chúng ta sẽ làm thật nhiều, luyện tập thật nhiều thì đến lúc mà mình đi thi ấy, thì nó sẽ rất là dễ thôi, đúng không? Đó, phần 6 này thì sẽ kiểm tra nhiều về phần ngữ pháp hơn. Các bạn thấy là gì ạ? Thứ nhất là phần thì hiện tại hoàn thành này, sẽ có since, đúng không? Thứ hai là gì ạ? Là encourage, nó cầm một tân ngữ, đúng không ạ? Đó, thứ ba là gì ạ? For điều danh từ, để làm gì, đúng không? Tiếp theo là at the same time.
đúng không? One day hoặc someday, một ngày nào đó, và dạ, better than, so sánh hơn, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và hy vọng là video đã giúp các bạn có thể học một cách dễ dàng hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Hãy nhấn nút like và nhấn nút subscribe để không bị bỏ lỡ bất cứ video mới nào. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.